Dạ, nhà hôm nay điện máy trong xe cái đó em sẽ quay cho cái nhà một con máy xới xăng. Con này là toàn bộ từ trên xuống dưới là của hãng Mitsu hết. Không có dạng như đấu như kiểu Mitsu với bơm Shingu với Magu nha. Con này là từ đầu tới hết luôn là của hãng Mitsu hết. Con này gác máy là đầu máy là Mitsu G 220B. Con này là hai ngựa hai, hai ngựa hai mình này. Con này thì cái này là cái tem ở cửa hàng em dán lên nha. Thế Mitsubishi sườn Mitsu. Đó. Con này thì bác xài ba da, mình buông ba da gì là máy nó sẽ chạy, bóp ba giây mà sẽ tắt. Rồi sau đây em sẽ quay việc máy nổ. Sau khi máy nổ buông ba giây là máy nó chạy thôi, bóp ba giây là ngắt nha. Ga bên này ga lớn ga nhỏ thì mình kéo lên. Mấy con này thì chừng nửa ga xuống là mình xới được rồi, tại nó xới truyền nhông mà. Ga ti đây, ba da này em buông nè. Này tại trên đan mà xi măng không cứng giặt cộng 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 luôn. Bóp ba da, bóp ba da lại là ngừng nè, bóp ba da rồi không tắt.